Sau từ 0 giờ sáng nay ngày 23 tháng 11, tỉnh Nghệ An đã tạm dừng các hoạt động cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao để phòng chống dịch. Cụ thể, cơ sở thẩm mỹ, mát xa, vũ trường, karaoke, quán bar, internet, cho chuyên điện tử. Hoạt động thể dục thể thao, tổ chức hoạt động phải đảm bảo quy định phòng chống dịch theo hình thức không khán giả. Hoạt động quán ăn, nhà hàng giảm 30% lượng khách hàng tại cùng một thời điểm. Cơ sở làm tóc và cắt tóc phải có 100% người lao động được tiêm vaccine đủ liều. Các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng thờ tự phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch theo quy định của Bộ Nội vụ và không quá 20% sức chứa của nơi tổ chức và không quá 70 người tham gia. Được phép tổ chức không quá 40% sức chứa của nơi tổ chức và không quá 140 người tham gia nếu 100% người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính có hiệu lực theo quy định. Trước đó, sáng ngày 12 tháng 11, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp khẩn với huyện Nghi Lộc bàn các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, chủ trì buổi làm việc các ca bệnh cộng đồng đầu tiên phát sinh từ các địa bàn xóm kim liên thị trấn quán hành và xóm ngọc đường xã nghi hoa các ca bệnh có liên quan đến hoạt động tôn giáo trong đó có việc tổ chức ăn uống giao lưu cưới hỏi qua lại của bà con giáo dân các địa phương giữa các gia đình tại địa bàn nghi hoa thị trấn quán hành nghi diên nghi phương từ các ca nhiễm cộng đồng đã lây lan sang học sinh tại các địa phương Nghi Hoa, thị trấn Quán Hành, Nghi Diên, Nghi Phương với 37 trường hợp. Trong đó, cụ thể có 5 trẻ mầm non, 6 học sinh tiểu học, 25 học sinh trung học cơ sở và 1 học sinh trung học phổ thông. Sau khi phát hiện các ca bệnh COVID-19, huyện Nghi Lộc đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống và dập dịch, thông báo cho người dân về các ca bệnh, tình hình dịch, vận động người dân có liên quan đến ca bệnh khai báo, xét nghiệm, tổ chức khoanh vùng cách ly và lập chốt kiểm soát với 2.010 hộ với 9.120 nhân khẩu huyện đã thông báo dập dịch với cấp độ 4 tại xã Nghi Hoa, Nghi Diên, Nghi Dương và thị trấn Quán Hành, tổ chức truy vết kịp thời các ca bệnh và các ca nghi ngờ, triển khai cách ly 670 F1 nguy cơ cao, tổ chức xét nghiệm cho các trường hợp F1 lấy mẫu cộng đồng cho 10.000 dân, phun phòng khử khuẩn khu vực liên quan ca bệnh, triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an toàn, đảm bảo tiến độ. Phân tích nhận định tình hình dịch trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ, tình hình dịch COVID-19 ở Nghi Lộc diễn biến rất phức tạp liên quan đến các trường học và các hoạt động tôn giáo, có nhiều nguy cơ dịch bùng phát lan rộng. Mở rộng cách ly F1 theo mô hình liên gia, ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19, Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 đã ghi nhận và đánh cao những nỗ lực phòng chống và dập dịch COVID-19 của huyện Nghi Lộc. Phòng chống dịch COVID-19 huyện Nghi Lộc cần để mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều kênh nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 cho người dân, từng bước loại bỏ những thói quen không còn phù hợp trong trạng thái bình thường mới, tăng cường kiểm tra, củng cố, động viên để tổ COVID cộng đồng hoạt động ngày càng hiệu quả. Mở rộng việc cách ly F1 theo mô hình liên gia, xem xét nâng cấp độ dịch ở một số địa bàn có nguy cơ, thực hiện nghiêm việc cách ly phong tỏa, đảm bảo an ninh xã hội ở khu vực phong tỏa. Đồng chí Bùi Đình Long nêu rõ, hiện nay tình hình dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, một số ca nhiễm ngày một tăng, trong khi đó một bộ phận người dân và một số cấp ủy chính quyền đã bắt đầu chủ quan, lơ là trong việc chống dịch tại địa bàn huyện Nghi Lộc, dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 22 tháng 11, tại 11 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Nghệ An phát hiện 47 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 42 trường hợp đã cách ly từ trước, 31 trường hợp là F1, 4 trường hợp trong vùng phong tỏa, 7 trường hợp từ các tỉnh phía Nam trở về Nghệ An. Như vậy, đến 18 giờ ngày 22 tháng 11 tại 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Nghệ An đã phát hiện 3.723 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, nhiều nhất là thành phố Vinh với 833 trường hợp, huyện Nghi Lộc 384 trường hợp. Toàn tỉnh cũng đã có 2.868 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh ra viện. Huyện Mê Linh Hà Nội phong tỏa tạm thời công ty chuyên phun, khu công nghiệp Quang Minh sau khi ghi nhận 12 trường hợp F0 và một số trường hợp test nhanh dương tính. Thông tin trên được ông Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh Hà Nội xác nhận với tuổi trẻ online trưa ngày 22 tháng 11. Theo ông Khương, trước đó trong quá trình xét nghiệm cho các công nhân ở khu công nghiệp Quang Minh, ngành y tế phát hiện một số trường hợp công nhân làm tại công ty chuyên phun test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm PCR cho các công nhân này và những người liên quan. Đến trưa nay đã có kết quả 12 trường hợp F0 và đang tiếp tục xét nghiệm khẳng định một số trường hợp khác. Huyện đã yêu cầu tạm thời phong tỏa, tạm dừng hoạt động toàn bộ công ty để tiến hành phun khử khuẩn. Sau khi kết quả xét nghiệm khẳng định toàn bộ thì huyện sẽ truy vết, đánh giá tình hình để quyết định việc hoạt động của công ty. Ông Khương cho biết thêm Hiện, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cũng đang làm thông báo gửi đến các địa phương để tiến hành giả soát trường hợp tiếp xúc, bóc tách ngăn chặn F0 khỏi cộng đồng. Do công nhân công ty ở nhiều nơi khác nhau, nên Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh đang làm thông báo gửi đến các địa phương để tiến hành giả soát trường hợp tiếp xúc, bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Bước đầu, địa phương đã đưa khoảng 70 F1 đi cách ly tập trung và gửi văn bản thông báo tới các địa phương có người lao động cư trú để phối hợp phòng, chống dịch. Hiện nay công ty đang có 20 người ở tại chỗ để điều hành. Được biết công ty Chunfun có vốn 100% của Đài Loan, quy mô 320 công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn Chunfun và tên đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn Chunfun đã hoạt động hơn 17 năm trong lĩnh vực kinh tế sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe cơ động. Sáng ngày 22 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai cũng phát đi thông báo khẩn yêu cầu người làm việc tại các công ty OneTech, công ty Vinh Quang và công ty Venery đều thuộc khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai khẩn trương khai báo y tế. Theo Trung tâm Y tế Quốc Oai, có 11 trường hợp làm việc tại ba công ty trên địa bàn huyện vừa có kết quả dương tính với test nhanh COVID-19. Trong đó, công ty OneTech có 8 trường hợp, công ty Vinh Quang 2 trường hợp và công ty Venery 1 trường hợp F0 nghi ngờ. Cả ba công ty trên có khoảng hơn 400 người thường trú trên địa bàn huyện Quốc Oai. Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với công an thị trấn Quốc Oai dừng mọi hoạt động sản xuất phong tỏa tạm thời với ba công ty trên để điều tra, ra xuất các trường hợp có liên quan, chờ kết quả khẳng định PCR của các trường hợp trên. Theo Y tế Hà Nội, Cộng dồn số F0 trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến tối ngày 21 tháng 11 là 7.726 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 2.852 ca. Trong ngày 21 tháng 11, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận thêm 218 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 100 ca cộng đồng. Mặc dù triển khai nhiều biện pháp phòng dịch và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, nhưng nhiều địa phương trên cả nước vẫn ghi nhận số ca nhiễm cao, khoảng 1 phần 2 là F0 cộng đồng. Nhiều địa phương đã tiếp tục siết chặt một số hoạt động trên địa bàn, xây dựng thêm kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch. Trong ngày 21 tháng 11, cả nước đã ghi nhận 9.882 ca F0 mới tại 57 địa phương, trong đó 5.361 ca trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ hơn 54%. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là điểm nóng nhất của cả nước, dù địa phương này đã chuyển sang chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết của chính phủ. Tuy nhiên, do thành phố là đầu mối giao thương và lao động, mầm bệnh trong cộng đồng vẫn ở mức cao. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận số lượng F0 mới và tỷ lệ tử vong cao nhất cả nước. Đáng lo ngại, khoảng 2 tuần gần đây, số ca bệnh mới tại thành phố đang tăng trở lại, trung bình trên 1.000 ca trên một ngày. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch. Thành phố cũng đang tăng cường thêm thuốc để cấp cho các F0 tại nhà, kích hoạt hệ thống chăm sóc, tư vấn cho F0 và kéo giảm tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất.